Vạch pin nó không xuống nhé, vạch pin nó không xuống này. Cái thứ hai là mình lắp thử cái đèn này, công suất lớn nhỉ. Cái loại đèn này mà lắp vào cái pin fake cho pin cũ kém ấy, là nó cắt ngay. Còn đèn này ra không biết là mấy chục watt luôn, thì thấy công suất của nó cũng sáng quá là kinh, mấy trăm mét luôn. Đấy, nó sáng được mấy trăm mét, chói mắt không thể chịu được. Đấy, em thấy là soi đây là nó chói, không thể nhìn thấy gì luôn. Hello anh em nhé, trên tay đang có cái cục pin 3A hoặc là trên thị trường có thể là một số cái sản phẩm mới ghi là 4A. Thì chia sẻ với em cái nội dung ngày hôm nay là mình sử dụng thường xuyên mấy cái cục pin như này. Ở xưởng mình có khoảng 4 thợ và thường xuyên sử dụng những cái máy bắn switch vít bù long này. Đây, trong một thời gian mua thì cũng mua khá nhiều cái sản phẩm. Mỗi bạn dùng một cái sản phẩm như một cái máy switch bù long và pin thường xuyên bị hư nhé và thất lạc. Thế thì mình có mua một số sản phẩm về, có mua cái sản phẩm ở trên Shopee, có mua những cái sản phẩm mà những mua pin là mình tự đóng. Thì những cái sản phẩm mình mua về thì có gặp phải hai cái hiện tượng như này nên chia sẻ với anh em. Cái đầu tiên đó là mình mua mấy cái pin mà hàng ở trên sàn thương mại điện tử ấy. Nó có những cái thương hiệu hàng nhái, hàng fake ấy. Tức là hàng đóng, họ mua những cái vỏ hộp như này về. Họ mua những cái vỏ hộp Makita đó. Thì đấy, về thực sự là mình về bấm sạc không được luôn. Kể cả pin mình sell mình mua về thì để mà có được cái thiết bị đo nội trở thì mình mua được cái máy mà đo nội trở đóng pin nữa thì thôi, thì là thành một chuyên nghiệp rồi, nên cũng ít xài. Có mua vài chục quả pin về đóng, loại pin xám về đóng thì nó cũng chả chạy được, đóng lên chạy được vài phát hay là đơ luôn. Cái thứ hai nữa là mình sẽ mua cái cục đóng sẵn ấy, thì những cái thương hiệu mình mua hình như khoảng 300 mấy 400 nghìn một cục ấy. Loại này mình thấy nó là cái hàng fake, mua nhầm phải hàng fake, không xác định được, mà mới mua về thì cũng không biết mua cái nào luôn. Thấy cái nào giá thành hợp lý thì mình mua thử về, có bảo hành đầy đủ. Nhưng mà đến lúc mình về xài thì nó cũng không xài được, và bảo hành lúc đấy thì chúng ta thấy là mua trên shop ấy thì cũng bây giờ chúng ta thấy là mua những cái sàn mà liên hệ bảo hành nó hơi vất vả. Đấy, thì những cái thương hiệu người ta chủ động người ta đã đóng vào những cái sản phẩm bị lỗi ấy, người ta tháo ra thì là mình bảo hành chắc chắn là sẽ không được rồi. Đấy, người ta biết được cái kiểm soát được cái chất lượng là khi người ta gửi ra rồi là toàn bộ những cái hàng mà đã bóc ra lỗi. Thế thì sau khi mình bị một vài cái vố như thế mà bây giờ không có ý định để đóng pin nữa, không ghi đóng pin nữa nhé, mà mình sẽ thứ nhất là mình có thể là ra tiệm mà chỗ nào uy tín bảo hành ấy, thì mình đóng pin luôn để xài nếu mà còn cái vỏ tốt. Còn trường hợp thứ hai nữa là mình mua luôn những cái sản phẩm thương hiệu như này. Đây, sản phẩm thương hiệu rất là ngán, mua phải những cái sản phẩm mà là hàng nhái này, hàng nhái vô cùng sợ luôn. Tại vì những cái sản phẩm mình đâu có biết chất lượng đâu, những cái sản phẩm đó họ mang thương hiệu ví dụ đây là một cái thương hiệu này của Yamasu, hoặc có thể một cái thương hiệu nào mà chúng ta thấy là của Trung Quốc hoặc là của các hãng khác ấy, cũng được. Nhưng mình thấy là họ mang cái thương hiệu của họ thì họ dám khẳng định thì về chắc chắn là mình xài được rồi. Có cái tuổi thọ bền hay không ấy, thì tùy thuộc vào cái giá thành của nó. Thì mình thấy cái cục này giá thành nó khá phù hợp thôi, hình như là 400 mấy chục ngàn đấy. Khoảng 400 mấy chục ngàn thì mình quên rồi nhưng mà mình thấy trong cái tầm giá là khá ok, và mình thắp và mình chạy pin ấy, mình sạc cả buổi chiều luôn, chạy pin cả buổi chiều luôn, nhưng mà thấy cái đèn này, cái vạch pin nó không xuống này. Cái thứ hai là mình lắp thử cái đèn này, công suất lớn nhỉ. Cái loại đèn này mà lắp vào với cái pin fake cho pin cũ kém ấy, là nó cắt ngay. Còn đèn này ra không biết là mấy chục watt luôn, mình thấy công suất của nó cũng sáng quá là kinh, mấy trăm mét luôn. Đấy, nó sáng được mấy trăm mét, chói mắt không thể chịu được. Đấy, em thấy là soi đây là nó chói, không thể nhìn thấy gì luôn, nó sáng khủng khiếp luôn. Đấy, đây là cái đèn mà nó sử dụng để chúng ta, mình hay dùng đi để chúng ta đi sửa chữa và đi ra công trình ấy, chúng ta chỉ cần đút cái đèn này vào cặp và hai cục pin như này thôi, chúng ta vừa soi, chúng ta vừa setup, chúng ta vừa làm thì khá là tiện. Đấy, và một nó chạy bằng nguồn DC hết, chính vì thế mà nó có thể là rất là an toàn, nó không có sợ bị dò điện chạm chập gì hết. Đấy, thì cái video tới thì mình sẽ tháo review cho anh em xem cái cục pin ở bên trong có cái gì. Và thứ hai nữa là cái cục sạc này. Cái cục sạc nó đóng khá chắc chắn luôn. Cái sạc này thì mình cũng chưa kiểm tra, nhưng mà cái dung lượng sạc của nó có rơi vào tầm khoảng 1.8A. 1.8A nếu mà chúng ta sạc cái cục pin này thì sạc thì có thể mình sẽ nâng cấp lên. Thì con này 3A, nếu 1.8A thì nó sáng mất khoảng 2 giờ. 2 giờ thì sẽ đầy. 2 giờ sẽ đầy cái cục pin này. Đấy. Thế thì cái mà để mà làm việc mà cần cái thời gian sạc lâu hơn ấy, thì mình có thể là sử dụng cái cục sạc lớn hơn, khả năng mình sẽ độ nâng cấp cái cục sạc nó tốt hơn một tí để chúng ta có thể sử dụng được. Đơn giản chúng ta có thể là cắm một cái đốc sạc vào, khá chắc chắn luôn.
cái sạc được là một chuyện, nhưng mà chúng ta thấy là sử dụng được lâu dài ấy, thì chúng ta cần phải có những cái chốt nó phải chắc chắn này. Đấy, và thứ hai nữa là cái sạc nó không được phải o bẹp nhé. Có đôi cái sạc chúng ta cầm người ta bóp rất là o bẹp, cực kỳ o bẹp, nó sử dụng cái nhựa không kém chất lượng ấy. Nên chúng ta dùng nó rất là khó chịu. Đấy, chúng ta sạc về, chúng ta cắm vào đây là chúng ta sạc. Mình đang có thiết bị kiểm tra công suất ở kia, thử xem là nó sẽ có bao nhiêu nhá. Hiện tại bây giờ nó đang khoảng 7W, tại vì mình đang có một số cái thiết bị khác đang cắm vô, thì mình sẽ lên công suất của nó lên khi sạc thì nó đi được bao nhiêu. Mình thấy nó lên được khoảng 35W, 35W trừ đi 7W thì nó rơi tầm hơn 20W đấy. Hơn 20W. Và cái dòng điện sạc của nó không phải 245A, đây là cái dòng này, là cái dòng AC thôi. Cái dòng AC thôi nha anh em. Là mình sẽ hệ thống mà sạc bằng cái đó là cái dòng DC luôn, để chúng ta có thể là quan sát được cái dòng sạc nó là bao nhiêu. Đó. Thì cái này thì nó được đóng liền trong một cái khối như này luôn. Đóng liền một khối này khó đo, mình sẽ dùng cái đốc để mình sẽ kiểm tra những cái thiết bị như này. Tới đây mình sẽ có những cái thiết bị để kiểm tra luôn những cái sản phẩm mà nó có cái dòng xả cũng như là cái điện áp của nó khi mà vào tải, thì áp tụ bao nhiêu để đánh giá cho em những cái sản phẩm mà chất lượng nhé. Kênh thì chủ yếu review những cái sản phẩm thực, mình không làm chủ lực cho một cái hãng nào, thì mà mình sẽ review những cái sản phẩm nào nó có cái đặc thù đặc điểm để anh em có cái nhận định, và chúng ta sẽ mua cái sản phẩm đúng chất lượng và có thể dùng được nhé. Con này có cái dung, có cái công suất là cái dung lượng là 64W rồi, và điện áp là 21V. Ok, và cái video ngày hôm nay thì mình review sơ bộ cho anh em những cái sản phẩm này, chúng ta mua có thể chắc chắn là chúng ta sẽ xài được. Em có thể tìm mua ở trên internet hoặc là cũng có thể là bấm vào cái đường link, trong phần mô tả để chúng ta sẽ xem được cái sản phẩm luôn, cũng có thể là đặt hàng cũng hoặc là cũng có thể là tham khảo những cái sản phẩm tương tự. Ok, và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.